Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái trở lại với một cái series gọi là chế tạo những cái món ăn kiểu như độc lạ mọi người. Độc lạ kiểu như sáng tạo mọi người. Đây, hôm nay mình sẽ có mua đây là 5 cái lon nước ngọt cho mọi người. À, đây, 5 lon nước ngọt. Đây là chitin. Đây là Mirinda, còn đây là Coca. Đây là cái lon bò cụng, dưới đây là cái lon nước ngọt gì mình cũng không biết, cái này nước tăng lực đó mọi người. Đây mình sẽ làm một clip, đó là mình sẽ thử mình luộc trứng trong nước ngọt nha mọi người. Đây là 5 quả trứng của mình. Đây, 5 quả trứng mình luộc sẵn rồi nha mọi người. Đó. Thấy không? Mình luộc sẵn rồi, mình sợ mình luộc nó sẽ không chín nha mọi người. Mình sẽ làm luộc sẵn rồi mình tiến hành, mình có đem theo cái bếp ga đó nè. Bếp ga với cái dĩa của mình đó nè nha mọi người. Đây. Giờ mình sẽ tách cái này nè mọi người, tách cái này mình bỏ cái quả trứng vô, tách bỏ nguyên cái nắp này ra, mình bỏ cái quả trứng vô, mình luộc nó trên bếp ga nha mọi người. Rồi, giờ hôm nay mình sẽ làm cho mọi người xem và cũng giải đáp thắc mắc cho mọi người xem thử coi trứng luộc dưới nước ngọt thử coi nó như thế nào nha mọi người. Đây mình có đem theo năm cái lon, năm hương vị khác nhau. Mình thử mình trải nghiệm coi cái nào nó luộc nó sẽ chín, nó sẽ ăn nó sẽ ngon hơn cái nào nha mọi người. Sao nãy giờ mình tách mấy cái lon này, mình tách cái ga gì hết đây mọi người, thấy không nè, tách cái ga gì mình bỏ cái trứng vô mới được nha. Còn mình khui cái nắp này ra là nó sẽ không bỏ hộp vịt vô được nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt cái bếp ga lên nha mọi người, bắt cái bếp ga lên, mở bếp ga lên sẽ để cái dĩa nướng lên. Đây là coca nước, coca nó có màu đen. Mình sẽ bỏ thả trứng vô cho mọi người xem nha, nè thấy không, thả trứng vô nè. Tràn luôn nha mọi người. Tràn luôn rồi. Đây là mirinda, nước mirinda này nó có một cái màu xanh, đây màu xanh mọi người thấy không, màu xanh. Đây mình sẽ thả trứng vô luôn nha mọi người. Quá tràn này, đổ nước vớt ra được. Hơi phí. Ta nhầm người, ta không có uống mình đi đổ. Nó hơi phí. Tổng cái tiền thiệt hại mà đầu tư cái này là cả 100.000 nha mọi người. 100.000 mới đủ tiền mua trứng rồi tiền mua nước ngọt nữa. Đây là nước này, là nước tăng lực nhân sâm này, nó có màu vàng, vàng trong suốt luôn. Đây, mình sẽ để lên bếp nó hết luôn. Còn hai lon đây là chitin, đây là nó màu, một cái màu đỏ rất là đẹp. Đây đó, mày thấy không, bỏ bớt ra để nó tràn. Đây là nước bò cụng nha mọi người, bò cụng mọi người uống cũng rất nhiều á, bò cụng. Đây nước bò cụng. Đây còn một quả cuối cùng mình sẽ bỏ vô, nó cũng có màu trong giống như cái màu của nước tăng lực đó nha mọi người. Đây rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật cái bếp ga lên rồi mình quay tua nhanh cho mọi người xem nha, để mình sắp xếp cho nó đều lại cái thử gây hương vị cái nó ra như thứ nó như thế nào, tại sẵn mình giải đáp thắc mắc cho mọi người xem luôn nha mọi người. Để sắp xếp lại để nó ngã. Rồi, giờ mình sẽ bật bếp ga lên nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Thấy không? Này sao một hồi mình luộc nó giờ nè, thấy không? Nè, phản ứng của cái này nó rất khá là mạnh nha mọi người nè. Phản ứng của này là sủi bọt lên quá trời luôn nè, thấy không? Mấy cái này nó không sủi bọt bằng. Này cái này như nó có ga hay gì nè, cái này là mỗi một quả là mỗi một màu khác nhau, còn cái quả này mình không thấy nó luôn rồi. Để mình xem nó coi nó còn ở đây không.
nó chìm ở dưới đáy luôn rồi mọi người ơi. Nó chìm ở dưới đáy luôn rồi, nó chìm ở dưới đáy rồi. Rồi nè, mọi người thấy không, rất là đẹp. Mọi người đây, sao nãy giờ mình luộc nó, giờ thì sôi, nước nó cũng sôi khá là mạnh nha mọi người nè, nó tràn nước ướt cái bếp ga mà luôn nè nha mọi người. Đây là phản ứng của mấy cái này ha, nó sôi nữa ha, quá trời sôi luôn, bây giờ nó tràn nước ra quá rồi. Bây giờ mình nghĩ là nãy giờ nó rất là lâu rồi, nó sẽ cũng chín rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha mọi người, mình sẽ tắt nước bếp luôn. Rồi, quá trời luôn rồi mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ, mấy này nóng lắm ạ, giờ mình sẽ nhắc cái này xuống ra mọi người. Mình sẽ nhắc cái này ra để mình chúng ta cẩn thận để nó đổ. Sôi khá là mạnh. Bếp ga của mình bây giờ nó banh luôn rồi. Quá trời nước luôn rồi. Rồi, đây giờ mình sẽ lấy đũa mình lấy trứng ra nha mọi người. Đây là trứng của xì tin. Wow. Trứng của cái lon xì tin này mọi người nhìn thấy không? Một cái màu đỏ rất là phê luôn nha mọi người nè, thấy không? Đỏ rất là phê luôn. Mình sẽ để nó vô trong cái tô. Đây là trứng của bò cụng nha mọi người. Đây là nước bò cụng nóng lắm nè, bò cụng. Thử coi trứng nó cái màu gì. Khó lấy ra quá. Đây, một cái màu vàng trong suốt luôn nha mọi người nè, rất là đẹp. Rồi bỏ ở đây. Hai cái lon này mà lấy nước, lấy trứng nó ra rồi thì mình sẽ để nó qua một bên. Đây là tới là trứng của Mirinda nha mọi người. Đây, Mirinda. Trứng của Mirinda, thử xem có nó màu gì. Chứ ăn là phải màu xanh rồi. Một màu xanh. Đây, mọi người thấy không? Đây là trứng của Mirinda nha mọi người. Một cái màu xanh của nước Mirinda rất là đẹp. Đây, xanh lá cây nha mọi người. À, đây là nước của Coca, thử coi Coca nó cái màu gì. Rồi gãi luôn nha mọi người. Một màu màu đen xám xám. Đây. Bà nó chóc ra luôn rồi. Khó lấy ra quá. Đây, một cái màu đen xám xám nha mọi người. Rồi mình sẽ bỏ nó qua bên đây. Ở đây là nước của Tăng Lực nha mọi người. Một cái màu vàng giống như là nước của bò cụng, giống như nước của bò cụng. Đây, màu vàng. Màu vàng. Đây. Quá dữ, màu vàng của vàng nó đẹp hơn cái màu vàng của cái bò cụng nha mọi người. Đây là của bò cụng nè, đây là của Tăng Lực nè, cái màu vàng nó sáng hơn ha mọi người. Nóng quá mọi người ơi. Nóng quá trời nóng. Rồi, mình chào mọi người nghe đây. Sau một hồi thời gian nãy giờ mình luộc trứng á mọi người, luộc cho trứng chín hết rồi. Đây là thành quả của mình nha mọi người, thấy không? Đó, thấy không? Mỗi một quả trứng là mỗi một màu nó kiểu như tương đối khác nhau nha mọi người. Có hai cái quả này, đây là cái quả của nước Tăng Lực, với cái quả này nước quả của, ủa cái này là của bò cụng, mà cái này là của nước Tăng Lực nè, cái nó hơi giống nhau nhưng mà cái màu nó sáng khác nhau nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử để mình nên cảm nhận cho mọi người xem nha. Trước tiên là mình ăn thử của đây là của Coca-Cola nha mọi người. Coca-Cola, ủa Mirinda chứ, bậy. Mirinda, đây là Mirinda cái lon màu xanh đó nha mọi người. Đây, rồi mình sẽ ăn thử với nó, thử coi sao nha. Cũng khá là thơm nha mọi người. Thơm mùi Mirinda, mà thử coi sao nha. Xanh, một màu xanh rất đẹp. Ừ.
ngọt ngọt, ngọt ngọt mà cái mùi ga của nó mọi người vẫn còn, chứ không phải là nó mất. Ngọt ngọt. Mình nghĩ ăn không hết quả này đâu, mình ăn gỡ một ít thôi, mình nhận xét cho mọi người xem. Mùi nó còn tum thẩm mọi người ơi. Hồng vịt này là hồng vịt tươi mình mua á, mà nó còn tum thẩm. Cái này mình đánh giá là cỡ 6 trên 10. Đây, trứng này nè, tum thẩm, ngọt ngọt. Mùi nó kiểu như nó cái mùi như giờ là Mirinda, mình nấu nó ra sao, nó ra gì à. Mùi cái mùi của Mirinda, cũng thơm, chứ được. Rồi, đây. Đây là của bò cụng. Đây là cái hột này là hột của bò cụng nè nha mọi người, thấy không? Nó vàng mà nó không có những cái vàng dừa thôi, chứ nó không có vàng trắng trong sáng luôn nha. Rồi để mình cắn thử miếng nha mọi người. Nước này nó ngọt hơn cái nước kia đó. Ngọt mà nó thanh, nó gắt hơn cái nước kia. Cái này ăn ngon cái Mirinda nãy. Thơm, thơm mà bọt cũng. Đánh giá này 7 trên 10 điểm nha mọi người. 7 trên 10. Đây. Còn nước đây, cái hộp này là cái hộp của nước cái lò màu đen đen, nước tăng lực nha mọi người. Đây. Cái tên đó mình thì nó có để tiếng Anh đó, mình không biết. Mình chỉ biết cái tên tiếng Việt để dưới góc dưới là nước tăng lực thôi. Đây, mình thử nó ra sao nha. Cái nước này cái mùi nó thơm thơm, cái mùi mùi của gồng đỏ gì vậy mọi người. Chị tiên cũng đỏ vậy á. Thử ra sao nha. Này nó cũng tựa tựa như là bò cụng mọi người. Tựa tựa như là nước bò cụng vậy á. Ngọt ngọt. Ăn cũng khó ăn lắm chứ mà giỡn. Đánh giá cái này là 6 trên 10. Thua cái kia. Đây. Mirinda. Mèo nó đây nè. Một cái màu màu đen mà không phải đen ấy, đen xám xám, đen đặc trưng của Mirinda nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắn ăn thử nha mọi người. Thử vô cái mùi nồng cũng ngó quá. Rồi, mình mời mọi người luôn nha. Cái mùi ga của Mirinda rất là nồng. Nãy mình nấu nó phản ứng rất là mạnh luôn, nó sôi lên nó mạnh hơn tất cả các lon còn lại. Nó mạnh lắm. Coca chứ. Đây. Là lon Coca. 7 trên 10 điểm, giá 7 trên 10 điểm. Đây. Mình ăn một miếng cho mọi người xem. Mùi nó cũng còn khá là thơm, thơm mùi Coca. Coca-Cola. Và cuối cùng lại là một cái quả trứng màu cực kỳ đẹp trong năm cái lon nước ngọt, năm màu khác nhau. Cái quả trứng cực kỳ đẹp đây. Thấy không? Một cái màu quả trứng là nấu một cái là nó ra màu trong màu một cái màu không có một cái màu màu trắng mà lẫn vô luôn nha mọi người, trắng và hồng vịt lẫn vô luôn đây. Nước nấu của xì tin nha mọi người. Mọi người thấy không? Đỏ như là như ngọc rồng luôn nha mọi người. Thấy không? Một cái màu xì tin thật lên rá rất là thơm. Màu cực kỳ đẹp luôn. Đây. Rồi mình sẽ cắn thử miếng cho mọi người xem nha. Nó đỏ mà nó có áo một lớp luôn nha mọi người, thấy không? Khá là ngọt. Xì tin mà nó ngọt kiểu nó ngọt. Ngọt hơi gắt một tí. Đánh giá cái này cao lắm nè, 8 trên 10 điểm nè, ăn cũng khá là ổn. Đây là tất cả những gì mình luộc và mình làm, đây là 5 quả. Rồi, cũng khá là được, nhờ mình làm giải đáp thắc mắc cho mọi người xem. Chụp là ăn được nha mọi người, không phải ăn được mà kiểu như nó hơi khó ăn tí, hơi khó ăn tí. Nhưng mà cái màu này là màu đẹp nhất nè, này, màu này đẹp nhất, còn trong 5 màu là màu này đẹp nhất nè. Thấy cái màu này nè, màu này thứ nhì nè, nhất nè, nhì nè, màu này là màu thứ ba nè, màu bé em màu thứ tư nè, màu cuối cùng là cái màu này nè, nó
ăn cũng chà, được, không không đến đổi, phải tệ, phải tệ. Rồi, mình cảm ơn mọi người nha. Hôm nay là những gì mình chia sẻ đến mọi người trong video này. Mọi người thấy mình làm những cái món mà mình hay suy nghĩ trong đầu, mà kiểu như làm cái món mà kiểu như độc độc lạ, hay là chế tạo ẩm thực kiểu như lạ lạ hay gì đó, thì mọi người nhớ comment dưới cho mình xem. Mình thấy được thì mình sẽ làm cho mọi người xem cho mọi người. Rồi, mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video của mình. Hẹn gặp mọi người ở video sau, video kế tiếp. Rồi, mình chào mọi người nha.